Xin chào các bạn ha. Thì cái video ngày hôm nay đó, kênh kiến thức sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chúng ta có thể in nhiều like trên một trang. Thì ở đây mình sẽ in trên một cái trang giấy dọc và một cái trang giấy ngang nha. Ở đây thì các bạn thấy là mình có để 6 cái like, 6 cái like. Thì giả sử như bây giờ mình muốn in 4 cái like này nè trên một trang chẳng hạn, hoặc là 6 like này trên một trang thì mình sẽ làm như thế nào? Các bạn sẽ vào menu File, các bạn chọn Ring. Thì ở đây á, chúng ta đã có sẵn cái máy in rồi ha. Bây giờ chúng ta muốn là in một trang á, trên một tờ giấy á, thì chúng ta sẽ để nguyên như thế này. Tức là full page slide nè. Bây giờ chúng ta muốn in là highlight trên một trang thì chúng ta sẽ chọn cái này. Các bạn thấy chưa? Còn trường hợp mà chúng ta muốn in 4 like trên một trang á, thì các bạn có thể chọn ở đây ha. Các bạn chọn 4 like nè, theo cái chiều giấy là đứng nè. Ở đây thì do mình đang để ở cái trang 5 trang 6 cho nên các bạn chỉ thấy có hai cái như thế này. Mình lùi lại nha. Đây các bạn thấy nè, đây là 4 like trên một trang. Tuy nhiên đây là giấy dọc ha, cho nên các bạn sẽ thấy nó có nhiều cái khoảng trống không có hợp lý. Trong cái trường hợp như thế này á thì các bạn nên in là 6 like trên một trang luôn. Thì nó sẽ ok hơn. Các bạn thấy chưa? Thì chúng ta có thể nhấn nút riêng ha để chúng ta có thể in ra được. Trường hợp mà các bạn muốn 4 like trên một trang á thì các bạn nên sử dụng cái khổ giấy nằm ngang chứ không phải là khổ giấy đứng như thế này. Các bạn có thể chỉnh cái giấy ngang bằng cách là kích vào cái phần khổ giấy nè. Các bạn có thể chọn cái phần là lan kép ha. Chúng ta sẽ chuyển sang cái giấy ngang. Các bạn thấy giấy ngang thì có thể in 4 like như thế này rất là đẹp. Thì cái trường hợp mà in giấy ngang đó thì các bạn nên in là 4 trang ha, nó sẽ đẹp hơn. Trang thứ hai nè. Hai các bạn thấy chưa? Dĩ nhiên ở đây là thiết kế theo dạng 4 trang thì ở đây nếu mà chúng ta làm 7 8 nữa đó, tức là trang 7 trang 8 đó thì nó sẽ phủ hết chỗ này. Còn 1 2 3 4 nè, các bạn thấy không? Rất là đẹp. Thì đó là một cái mẹo ha, giúp các bạn có thể in ấn nhiều like trên một trang hiệu quả. Và ở đây là chúng ta đã in trên giấy dọc và giấy ngang. Dĩ nhiên tùy theo trường hợp mà các bạn cần thì các bạn sẽ chọn một cái cách in phù hợp. Thì cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ đăng ký kênh ha, ủng hộ mình và để lại những cái bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn rất nhiều.